Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua giá vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi liên tục tăng cao, khiến nhiều công trình bị đội vốn. Ngoài yếu tố giá cước vận chuyển tăng cao do siết chặt tải trọng, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng ở các điểm mỏ là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này. Đây là một trong những mỏ cát lớn nhất ở huyện Văn Bàn. Dù vẫn đủ điều kiện hoạt động, nhưng hoạt động khai thác cát trong lòng suối Chăn liên tục bị gián đoạn do không có cát. Thời tiết ít mưa, phía trên thượng nguồn là các nhà máy thủy điện ngăn dòng, khiến sản lượng cát đổ về hạ du rất thấp. Sản lượng khai thác sụt giảm, thêm vào đó chi phí vận chuyển tăng nên các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng khá nhiều. Mưa nhỏ không có lũ là về cái khai thác khó khăn là rất là cạn kiệt. Cạn kiệt cát thì không được nhỏ đẹp như ý vì nó nhiều sỏi. Cái khó khăn thứ hai nữa là thủy điện ở đây rất là nhiều. Thứ nhất là về cái giờ xả nước. Ví dụ như các bác ấy xả nước là chỉ cho khai thác được buổi sáng. Buổi sáng và buổi chiều là nước lên một chút thì là nó cạn kiệt rồi, mình phải khai thác ở dưới cái dòng sâu ấy, thì là nước lên một chút mình cũng không, máy móc mình không thể khai thác được. Còn đối với các mỏ đá, mặc dù tiêu thụ rất thuận lợi nhưng nhiều mỏ lại chưa được cấp phép khai thác. Đơn cử như mỏ đá ở xã Triềng Ken của doanh nghiệp này, 5 năm nay chưa đưa vào khai thác dù đã trúng đấu giá từ năm 2018. Nguyên nhân do doanh nghiệp khai thác trước đó chưa hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ. Nếu mà cứ tiếp tục kéo dài như này thì đơn vị chúng tôi rất khó khăn. Vốn thì phải đi vay rồi là những ảnh hưởng mấy năm vừa rồi là Covid rồi đầu tư công bây giờ là mới mở ra. Thế này để làm cái đường Tân An Lai Châu chúng tôi rất mong muốn để chúng tôi làm thủ tục nhanh để chúng tôi đi vào hoạt động để cho đỡ khó khăn. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 54 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng còn hiệu lực, nhưng chỉ có 38 mỏ là đang hoạt động. 6 tháng đầu năm, sản lượng vật liệu xây dựng đạt 600.000 mét khối, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm là do nhu cầu xây dựng tăng cao, trong khi lượng cát sỏi ở trên sông suối sụt giảm mạnh, dẫn đến tình trạng cầu lớn hơn cung. Bên cạnh đó, nhiều dự án gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Nguyên tắc là phải đóng cửa mỏ xong thì chúng ta mới đấu giá cấp quyền khai thác. Tuy nhiên thì cũng là do cái chủ quan của đơn vị đóng cửa mỏ. Nhiều đơn vị khai thác xong thì người ta cũng chưa quan tâm đến việc đóng cửa mỏ. Mới hai là trước đây chúng ta ký cái quỹ môi trường thì người ta ký là cái mức nó cũng thấp. Do vậy là cái số tiền nếu nhà nước mà đưa ra đóng cửa mỏ là cũng không đủ. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang tham mưu với tỉnh thì sẽ có cái giải pháp để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ đóng cửa mỏ. Sở Tài nguyên Môi trường đang tích cực phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra thực trạng hoạt động của các điểm mỏ khai thác vật liệu xây dựng để có hướng tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, nếu phát hiện tình trạng doanh nghiệp tích trữ vật liệu xây dựng để chờ lên giá, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.